Ông Nguyễn Thành Phát, trưởng phòng quản lý đô thị quận 1 cho biết, sau khi thí điểm cho thuê vỉa hè đối với 11 tuyến đường ở quận 1 để kinh doanh, buôn bán, đến nay đã có 374 hộ đăng ký sử dụng, số tiền đã nộp hơn 810 triệu đồng. Trong thời gian tới, quận 1 mở rộng thêm 41 tuyến đường khác, nâng tổng số các tuyến đường cho sử dụng vỉa hè có thu phí tại quận 1 lên 52. Các tuyến đường mở rộng cho thuê vỉa hè thuộc 7 phường của quận 1 như đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Cống Quỳnh, Đề Thám, Tôn Thất Tùng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Du. Những tuyến đường này có vỉa hè rộng từ 3m trở lên, sau khi chừa lại ít nhất 1,5m cho người đi bộ, phần diện tích còn lại mới bố trí cho các hộ đăng ký làm điểm kinh doanh. Theo ông Phát, sau khi thí điểm tình hình trật tự đô thị, vỉa hè, mỹ quan khu vực trung tâm thành phố đã được sắp xếp và đi vào ổn định. Chưa ghi nhận việc xung đột giao thông cũng như ảnh hưởng an toàn giao thông của người đi bộ và người phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên vẫn còn có hạn chế, một số ít người dân sử dụng vỉa hè chưa đảm bảo quy định như lấn quá diện tích được phép. Quận 1 là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh thí điểm sử dụng một phần vỉa hè để tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa có thu phí. Sau địa phương này, các quận khác như quận 3, quận 10, quận 12 và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai cho nhiều mục đích khác nhau. Số phí thu được đến nay khoảng 4,7 tỷ đồng. Hiện mức phí được thành phố áp dụng dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, ở nội thành sẽ cao hơn ngoại ô. Trong đó, mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất 350.000 đồng một mét vuông một tháng. Các hoạt động khác áp dụng từ 20 đến 100.000 đồng một mét vuông.